Nghe tin đồn Song Joong Ki ngoại tình, Mai Phương Thúy khẳng định sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Một tin đồn buồn cho trái tim fan girl của Mai Phương Thúy. Cặp đôi song song mà ly hôn thật là Thúy sẽ không bao giờ công khai chồng đâu, khổ quá mà. Chỉ một vài thông tin đang được đồn lan rộng rằng Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của Song Hye Kyo. Vợ chồng song song có khả năng đã ly hôn mà trái tim hàng triệu fan girl như hững đi một nhịp. Một trong số đó phải kể đến chủ tịch Hiệp hội Mây Trai tại Việt Nam, gọi tên cô nàng Hoa hậu Mai Phương Thúy của chúng ta. Nếu bạn follow Instagram của Mai Phương Thúy, hẳn là phải biết chị Thúy vốn là một cô gái có trái tim nhiều ngăn. Các ấp ba Hàn Quốc hay Trung Quốc hay Âu Mỹ đều khiến Thúy đổ đứa đừ. Vậy mà hôm nay nghe tin đồn cặp đôi song song ly hôn, đã thế Song Joong Ki còn ngoại tình với bạn thân vợ nữa, thì trái tim Mai Phương Thúy như vỡ vụn. Mai Phương Thúy thổ lộ sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Nếu đây là sự thật thì tôi thực sự mất niềm tin, ôi Song Joong Ki, ôi Song Hye Kyo, ôi đàn ông. Mai Phương Thúy để lại bình luận dưới bài viết về vợ chồng song song. Hai ngôi sao hạng A lấy nhau quả thật quá khổ, tôi sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Ô kìa, trái tim Mai Phương Thúy mỏng manh quá, dù khá buồn, nhưng cũng đừng khẳng định sẽ không bao giờ công khai chồng chứ, hoa hậu nói được làm được nha. Không chỉ có Mai Phương Thúy mà Hansara và cộng đồng mạng cũng sụp sôi trước tin đồn này. Về việc vợ chồng song song, ai cũng cầu mong rằng đây không phải là sự thật. Hu hu, song song couple vẫn chưa chia tay mọi người ơi, báo hàng bảo là cả hai bên công ty đều phủ nhận hết nè. Anh Ki vẫn còn follow vợ đó, em tin anh. Sức ảnh hưởng của cặp đôi song song quả thực rất lớn, mong rằng cặp đôi sẽ đập tan tin đồn để vẫn là một mộng ước tình yêu của nhiều người. Dàn sao ủng hộ phim của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Vân Trang, Tú Vi, Ngọc Lan cùng đông đảo nghệ sĩ hội ngộ trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Hạnh Phúc Của Mẹ tối 26 tháng 2. Cát Phượng và chồng trẻ Kiều Minh Tuấn hạnh phúc sánh đôi đi sự kiện sau sóng gió tình cảm liên quan tới diễn viên An Nguy. Đôi vợ chồng đã hàn gắn gương vỡ lại lành. Vân Trang và ông xã thiếu gia trốn con gái đi xem phim điện ảnh đầu tiên Kiều Minh Tuấn đóng cặp với Cát Phượng. Diễn viên Vân Anh thắp tùng bà xã Tú Vi tới rạp xem phim. Cặp đôi Ngọc Lan Thanh Bình hào hứng ủng hộ tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Huỳnh Đông thực hiện. Huỳnh Đông ái châu bế con trai cưng lên thảm đỏ tối 26 tháng 2. Vợ chồng Khởi My Kevin Khánh hội ngộ bản thân Thanh Duy ngoài cùng bên phải. Cát Phượng Kiều Minh Tuấn tách đôi khi chụp ảnh cùng những đàn em tại sự kiện ra mắt phim. Diễn viên Mai Phương giản dị với áo sơ mi quần jean, sức khỏe của cô tạm thời ổn định sau thời gian điều trị ung thư phổi. Nữ diễn viên cười tít mắt khi trò chuyện cùng bạn thân Ốc Thanh Vân. Gia đình Thúy Hạnh mặc tông sụt tông đen trắng đi xem phim cùng nhau. Trường Giang một mình tới chung vui với vợ chồng Cát Phượng sau Nhí Huy Khang đóng vai con trai của Cát Phượng trong phim Hạnh Phúc Của Mẹ. Ca sĩ Phương Thanh gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết Quốc Đại ở rạp phim. Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn selfie với Phương Thanh, Kiều Trinh, Quang Sự và Huỳnh Đông. Diễn viên Hứa Vĩ Văn. Vợ chồng nghệ sĩ Kiến An. Diễn viên Kim Tuyến nổi bật khi mặc áo dài đỏ đi ủng hộ đàn chị. Đạo diễn Lê Cung Bắc mừng đàn em Huỳnh Đông chuyển hướng từ diễn viên sang nghề đạo diễn. Nghệ sĩ Lê Giang đi cùng con gái Lê Lộc đến ủng hộ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Nghệ sĩ Quốc Thuận. Nhà sản xuất Bá Cường, diễn viên Tiến Luật, Anh Tú và đạo diễn Huỳnh Đông. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng hai tác giả kịch bản Toto Chen, Kim đến chúc mừng Huỳnh Đông. Dàn diễn viên chụp ảnh cùng đạo diễn Huỳnh Đông tại sự kiện. Hải Băng khoe ảnh siêu âm con thứ ba và tiết lộ luôn giới tính nhóc tỳ. Theo đó, con thứ ba của Hải Băng và ông xã Thành Đạt là con trai. Vợ chồng nữ ca sĩ sẽ đón thành viên mới vào cuối tháng 5 này. Hải Băng kết hôn với Thành Đạt vào tháng 7, 2016. Nữ ca sĩ Viên Đá Nhỏ sinh con gái vào năm 2017. Hồi tháng 7, 2018, cô sinh em bé thứ hai. Thời gian qua Hải Băng không hoạt động nhiều ở showbiz, cô chuyển hướng kinh doanh trên mạng. Tháng 11/2018, Hải Băng tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo mang thai lần 3. Hiện bà xã của diễn viên Thành Đạt mang bầu ở tháng thứ 6 và sẽ hạ sinh thêm một quý tử vào cuối tháng 5 tới. Ca sĩ Hải Băng khoe ảnh siêu âm con thứ 3 với sóng mũi cao. Bà xã Thành Đạt tiết lộ về giới tính nhóc tỳ khi trả lời comment của một người bạn.
Công chúa hả em? Con trai chị ơi, mũi cao giống ngoại. Ít phút trước, nữ ca sĩ khoe một vài bức ảnh siêu âm con thứ ba. Trộm ví lắm, em khỏe, mẹ cũng ổn định. Bầu ba đứa đi siêu âm đứa nào mũi cũng cao mà đẻ ra thì đứa nào cũng tẹt. Không giống hai ông bà nhà nói gì hết cả. Cô viết. Không chỉ tiết lộ con thứ ba có sống mũi cao, trong đoạn bình luận khi được hỏi về giới tính nhấp tì, Hải Băng không ngần ngại tiết lộ là con trai. Dân mạng và fan hâm mộ háo hức gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô. Hải Băng hiện đang mang bầu ở tháng thứ 6. Gia đình Hải Băng Thành Đạt sẽ đón thêm thành viên mới vào cuối tháng 5 này. Hoài Linh, Việt Hương không phải vợ chồng mà cứ bị hiểu lầm. Nhìn loạt hình này mới rõ tại sao. Hay đóng vai vợ chồng trên truyền hình, Việt Hương và Hoài Linh toàn bị hiểu lầm đã kết hôn ngoài đời thật. Vốn là một cặp nghệ sĩ anh em thân thiết, Việt Hương Hoài Linh khiến nhiều người hiểu lầm là vợ chồng thật ngoài đời. Thường xuyên phải đi diễn chung, Việt Hương Hoài Linh hay có những khoảnh khắc chăm sóc cho nhau cực tình cảm. Thế nhưng sự thật cả hai đều có gia đình riêng và đều hạnh phúc viên mãn. Đối với Việt Hương là một người đàn anh đáng kính, đáng trân trọng, cô thường dành cho nam danh hài những lời khen có cánh. Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ được cả showbiz Việt phải nể trọng, trong đó Việt Hương cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tình cảm thân thiết, tự nhiên như anh em lại hay bị hiểu lầm thành vợ chồng. Trong nhiều hình ảnh hậu trường, Việt Hương Hoài Linh không ngại trở thành người làm đầu. Nam danh hài cũng lo từng chi tiết nhỏ trong đồ diễn của đàn em. Ngược lại, Việt Hương thì sợ Hoài Linh ăn uống không đảm bảo nên thường xuyên nấu cơm, đem đồ ăn đến. Việt Hương từng tâm sự về việc được Hoài Linh nâng đỡ, nếu không có Hoài Linh, sự nghiệp của Việt Hương chưa chắc đã được như hiện tại. Lúc tôi ở Việt Nam, anh Linh về nước và mời tôi tham gia các vở hài kịch. Sau này tôi qua Mỹ định cư, anh cũng dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi. Chắc anh thương vì tính tôi thẳng thắn, ruột để ngoài da, không quanh co. Việt Hương cô Hoài Linh như một người anh, người bạn diễn song hành ăn ý trong cuộc đời làm nghệ thuật. Việt Hương và con trai nuôi được Hoài Linh mời ăn bún. Nếu không biết rõ ai cũng nghĩ họ là cả một gia đình thật thụ. Quý tử nhà Lương Thế Thành, Thúy Diễm lần đầu diện đồ lạnh đi Đà Lạt cùng ba mẹ. Sau những ngày bận rộn thì hai vợ chồng tranh thủ dành thời gian bên cạnh con trai, đưa cậu bé đi nghỉ dưỡng. Kể từ khi tổ ấm của Lương Thế Thành và Thúy Diễm xuất hiện thành viên mới thì nhân vật này còn hot hơn cả bố mẹ. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau. Kể từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, bên cạnh đó cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết. Kể từ lúc cậu quý tử đầu lòng chào đời, vì có thêm thành viên mới, khiến cho tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, sau khi hoàn thành một số lịch quay phim mới, thì vợ chồng nam diễn viên đã bắt đầu dành thời gian đi chơi. Đặc biệt hơn, trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này, cả hai không gửi bé Bảo Bảo cho ông bà, mà đưa cả con đi theo cùng. Địa điểm mà gia đình Thúy Diễm lựa chọn để dừng chân chính là thành phố Đà Lạt. Vì thời tiết Đà Lạt lạnh hơn nhiều so với Sài Gòn, nên cặp đôi này đã chuẩn bị trang phục kín đáo cho bé. Cô hào hứng khoe lần hiếm hoi khi cháu con mặc đồ lạnh. Khi ba mẹ đang rất hào hứng thì cậu quý tử lại ngơ ngác nhìn vào ống kính. Bảo Bảo chính là một báu vật của nam diễn viên. Dù bận rộn đến cỡ nào đi nữa thì anh vẫn luôn dành thời gian để có những giây phút chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của con. Dù được ba mẹ chồng ngăn cản việc chia sẻ ảnh của cháu nội lên mạng xã hội, nhưng hai vợ chồng Lương Thế Thành vẫn không thể cưỡng lại được. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt, cách mà nam diễn viên lo lắng dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ghen tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả. Phải bán hàng sale giờ lại ly hôn, Ngọc Quyên cố trụ ở Mỹ với 100 triệu chu cấp, cuộc sống quá choáng. Ly hôn nhưng Ngọc Quyên không về Việt Nam mà vẫn cùng con trai sống ở Mỹ, cuộc sống có rất nhiều bất ngờ. Nói về chuyện hôn nhân của người mẫu Ngọc Quyên, chắc hẳn nhiều người rất ấn tượng. Năm 2014 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô quyết theo chồng bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên liệu có phải quyết định mọi thứ quá chóng vánh mà Ngọc Quyên hiện đã phải nhận kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Ngọc Quyên và chồng quen nhau được một tuần thì yêu, 4 tuần đã quyết định làm đám cưới. Sau khi cưới, cô theo chồng sang Mỹ định cư, thậm chí đến giờ còn chẳng biết bố mẹ chồng mình là ai và như thế nào.
Lúc mới sang Mỹ, Ngọc Quyên thừa nhận cuộc sống của cô rất khó khăn, từng phải đi bán hàng sale để trang trải cuộc sống. Hiện tại, sau vài năm chung sống với nhiều mâu thuẫn vợ chồng, Ngọc Quyên đã xác nhận vợ chồng ly hôn vào tháng 10, 2018. Ngọc Quyên chia sẻ khi ly hôn thì mọi điều kiện phân chia tài sản đều do chồng cũ đưa ra. Cụ thể, anh để lại nhà và xe cho cô, mỗi tháng bác sĩ này còn chu cấp 5.000 đô, hơn 100 triệu đồng cho hai mẹ con cô. Hiện tại cuộc sống của Ngọc Quyên không còn khó khăn như trước, bởi cô đã tự kinh doanh, bán hàng online và được nhiều người tin tưởng ủng hộ. Với khả năng của bản thân cộng với số tiền trợ cấp từ chồng, Ngọc Quyên và con vẫn sống rất sang chảnh ở Mỹ. Ngọc Quyên quyết định ly hôn chồng sau 4 năm chung sống. Cô dành thời gian bán hàng và chăm sóc con trai. Cuộc sống của hai mẹ con vẫn vui vẻ và đầy đủ. Ngọc Quyên còn hạnh phúc vì có mẹ luôn kề bên. Cô thường xuyên dẫn mẹ đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống bên Mỹ. Có thời gian rảnh rỗi, Ngọc Quyên gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, cô cũng thưởng cho mình nhiều chuyến nghỉ dưỡng trong năm. Ngọc Quyên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và gợi cảm. Kinh doanh ổn định, Ngọc Quyên cũng thường xuyên đi nghỉ dưỡng. Phong cách thời trang của cô vẫn sang chảnh như thường. Hiện tại khó khăn đã qua đi, cuộc sống của Ngọc Quyên hiện ở Mỹ rất ổn và đầy đủ.